Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Can đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học trường học lập trình SWAT 3.0 nha. Thì bài học trước thì chúng ta đã học về cách sử dụng giao diện âm thanh để thiết kế và chỉnh sửa âm thanh cho đối tượng của mình. Chúng ta đã hết cái phần chương thứ nhất, đó chính là chương cách sử dụng SWAT và cách thành phần giao diện của nó. Giờ chúng ta sẽ đến chương 2, cũng là một cái chương quan trọng để mà giúp các bạn có thể hiểu được cách lập trình dòng SWAT. Và chương đó là chương lập trình. Và trong chương này chúng ta sẽ biết qua những cái lệnh cơ bản trong SWAT của hết tất cả chín nhóm lệnh này. Thì giờ bắt đầu nha. Thì trong lập trình SWAT thì sẽ có chín cái nhóm lệnh sẵn ở bên trái màn hình, trái cùng màn hình này. Và lúc đó ấy, thì nếu mà muốn phân biệt cho nó rõ ràng ấy, muốn phân biệt mấy cái nhóm lệnh rõ ràng thì là người ta phân biệt nó bằng cái màu. Đấy, giống như đây là nhóm lệnh chuyển động. Thì mình chuyển sang tiếng Việt nha. Đây là nhóm lệnh chuyển động, đây nó có màu xanh dương. Còn nhóm lệnh hiển thị là nó có màu tím. Còn nhóm lệnh âm thanh ấy thì nó có màu hồng. Và lúc đó sự kiện với điều khiển là màu vàng, kèm biến là màu xanh xanh dương sáng, hoặc là cái phép toán là màu xanh lá cây. Và cái biến số khối của tôi cũng vậy, nó cũng khác. Nên đó là cái cách để mà phân biệt các nhóm lệnh. Thì mỗi nhóm lệnh đều có cái đặc điểm riêng của nó. Thì nhưng mà trong một nhóm lệnh thì bao gồm rất là nhiều lệnh lại với nhau thành một tập hợp. Và những tập hợp những nhóm khối lệnh này là nó đều có một đặc điểm chung là giúp cho con mèo nó di chuyển, giúp cho đối tượng của mình di chuyển đúng như cái tên nhóm lệnh, và hoặc là cho cái vị trí, cho cái độ chuyển động của nó. Còn hiển thị cũng vậy, giống như cái tên nhóm lệnh nó là giúp nó cách hiển thị là cái kịch bản mà nó nói, giống như mình nhấn nút xin chào nó lại nói xin chào. Còn đây nghĩ, mình nhấn thì nó sẽ suy nghĩ trong 2 giây rồi tắt, hoặc là có thể dùng trang phục kế tiếp rồi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với nhóm lệnh chuyển động nha. Thì nhóm lệnh chuyển động bao gồm các khối giúp đối tượng di chuyển. Thì khối lệnh đầu tiên đó chính là khối lệnh di chuyển 10 bước. Khi mà chúng ta chạy khối lệnh này ấy thì con mèo đây nó sẽ di chuyển 10 bước. Còn cái phần hình tròn trong đây nó sẽ lát thêm số để mà mình có thể chỉnh sửa tùy thích. Nếu mình ghi 100, di chuyển 100 bước khi mình nhấn vào. Đấy, con mèo nó về trực xem đây một khoảng cách xa. Nếu chúng ta di chuyển âm 100, nhớ số âm ấy, thì nhấn vào thì ngược lại con mèo nó sẽ di chuyển đi phía sau nó 100 bước như vậy á. Và lệnh tiếp theo đó chính là lệnh xoay 15 độ và lệnh xoay trái 15 độ. Thì trong lúc đó mình sẽ thêm một cái khối lệnh ở nhóm lệnh sự kiện nha. Thì cái là khi bấm vào lấy cơ màu xanh nè, là cái đó tạo ra một cái sự kiện. Khi mình nhấn vô bắt đầu, nó sẽ chạy, nó sẽ dở ra để mà chúng ta có thể biết được cái lệnh đây làm gì. Thì đây di chuyển âm 100 bước không, một giờ mình di chuyển 50 giờ ấy, chúng ta có cái lệnh xoay phải 15 độ, nghĩa là của mình nó sẽ xoay phải 15 độ giống như mình nhấn. Đấy, chúng ta thấy nó đã xoay 15 độ, chúng ta nhấn thêm nữa. Thì nếu các bạn muốn biết cái hướng đó ấy, thì các bạn có thể nhìn ở dưới cái thông tin của bèo đối tượng này. Đây, hướng di chuyển là 165, chúng ta xoay nữa là 180, là ở nó đang
hướng dưới cùng. Và khi chúng ta nhấn nút bắt đầu đi thì nó sẽ đi xuống dưới cho nó không có đi thẳng bên phải nữa. Bởi cái lệnh di chuyển 15-50 bước di chuyển này thì nó chỉ giúp chúng ta đi, nhưng mà bắt buộc là phải đi theo đúng hướng mà nó đang nhìn. Giờ cái lệnh này là xoay 15 độ, nay ta xoay trái 15 độ giúp cho cục miền nó xoay trái lại, ngược ngược lại với cái lệnh xoay phải 15 độ. Rồi cho nó lên xíu đi, cho nó đi à. Chúng ta đặt lệnh xoay phải 15 độ, chúng ta nhấn là mỗi lần nhấn nó sẽ bị xoay phải đi. Đấy, nó để trở lại bình thường với hướng di chuyển 90 độ. Rồi chúng ta đã di chuyển được. Còn cái lệnh tiếp theo ấy, nó sẽ cái lệnh đi tới. Lệnh đi tới nó sẽ có mấy, chúng ta không thể nhập thêm số được, chúng ta chỉ có thể chọn thêm số thôi. Vị trí ngẫu nhiên, cô trò chuột. Ví dụ như vị trí ngẫu nhiên, ví như là trò chơi trò chơi chiếu hoa vẽ ấy, thì người ta thường hay sử dụng mấy cái này. Đi tới vị trí ngẫu nhiên. Đây là bánh chim. Chim nó sẽ ở vị trí độ cao là ở bên phải trái đúng không? Là ta thường hay dùng lệnh này. Mình nhắn à. Đấy, thấy không? Nó để đi tới một vị trí khác nhau khi mình nhấn nút bắt đầu. Như vậy. Rồi, còn cái con trò chuột ấy, khi chúng ta nhấn vào thì nó sẽ đi theo con trò chuột của mình. Nhưng mà do con trò chuột mình khi nhấn bắt đầu nó chạy rồi, nó là coi. Đấy, mình nhấn đây thì con mèo nó cũng đi tới đây. Nhưng có một điều là nó không thể đi xuyên qua biên được. Nhưng có cách được, nó có thể đi xuyên qua. Cái đó là được lắm. Rồi, giờ cái lệnh tiếp theo đó chính là lệnh đi tới điểm X với Y. Nó chỉ có hai tệp số là tệp số X và tệp số Y. Thì nếu các bạn không biết thì tệp số X là cái độ, là cái độ dài hàng ngang, tọa độ hàng ngang của nó. Còn Y là tọa độ hàng, rồi tọa độ hàng dọc của nó. Như vậy chúng ta chỉ kèo một cái phong nơ giống như là bài học bữa trước mình làm. Đâu ta, nó sẽ ở đây. Chúng ta sợ là ít này nó sẽ có ở đây à. Nó nhấn vào đây, chúng ta thấy ít y chưa. Chúng ta cho nó đặt tọa độ nó không không hết đi. Chúng ta cho nó đi tới điểm x bằng âm 6, y bằng 106 thì nó sẽ đi đến đúng vị trí đó. Vị trí mấy hai cái tham số mình đã nhập thì các bạn thấy nó lên cao, nhớ mà y mình đặt 106 là có nhớ là nó đã nó đã lên cao nhờ vào cái tọa độ y. Còn tọa độ x là nó chỉ thay đổi cái độ hàng ngang của nó thôi. Chúng ta đặt âm 100 đi, x là âm 100 thì nhắn vào, chúng ta chỉ thấy con mèo nó đè, nó lùi lại sang trái được, là nó sẽ lấy tọa độ hàng ngang. Đấy, đó là cách để sử dụng. Nó có thể chia các tham số mà chúng ta muốn, giống như chúng ta tìm biến à, tìm lấy ngọn nghe từ 1 đến 10 như vậy. Rồi chúng ta tới lệnh tiếp theo, đó chính là lệnh lướt lướt trong 1 giây tới vị trí ngọn nghe. Thì lướt trong 1 giây là có một cái tham số 1 giây à, lướt trong 1 giây nghĩa là cái thời gian khi mà chúng ta lướt qua. Còn cái này tới vị trí ngọn nghe là cái vị trí mà chúng ta muốn lướt. Hả cô trò chuột, chúng ta nhấn đi. Đấy, các bạn thấy không, nó sẽ lướt qua chỗ mình trong vòng 1 giây. Đấy, nó lướt tới vị trí ngọn nghe rồi. Như vậy nó chỉ cần lướt đủ trong vòng 1 giây nó sẽ dừng lại. Nhưng mà nếu chúng ta cho nó lướt trong vòng 0,1 giây thì nó sẽ chạy rất là nhanh. À, thấy không, nó sẽ chạy rất là nhanh. Đấy, bởi vì nó bắt buộc phải lướt trong 1 giây, 0,1 giây mà tới vị trí đó, nên là nó phải bắt buộc nó phải chạy nhanh. Còn nếu mà vị trí nó ở gần ấy thì nó chỉ cần di chuyển chút xíu, nhưng mà trong đủ 0,1 giây ao dừng. Rồi, nó còn có thể di chuyển tới một cái đối tượng khác, giống như chúng ta tạo đối tượng mới.
Đợi, chúng ta tạo đối tượng mới từ thư viện đi. Chúng ta là Abby. Về giờ cho nó giây lướt 0,1 giây tới Abby. Đấy, nó để lướt tới chỗ Abby rồi ạ. Chúng ta đỡ bên đây, chúng ta lướt lại trong vòng 1-2 giây. Đấy, nó lướt tới đó trong 1-2 giây, đó là chồng rồi. Về giờ còn cái lệnh nữa, nó cũng giống như lệnh này. Đó chính là lệnh lướt trong 1 giây tới điểm XVE. Thay vì nó lướt tới một vị trí mà thêm số chọn này, nó là thêm số mà nhập, là nó sẽ đi tới một vị trí ngẫu nhiên mà mình dựa vào cái thêm số mà mình nhập vào, giống như x là -100, y là -20 đúng không? Thì mình ghi là x là 100, y là 60 chạy. Đấy, nó là lướt tới vị trí này. Đấy, 100 là cho từng ô của cái mang là background này, còn 60 cho nó lên cao về đó. Rồi giờ chúng ta sẽ tới lần tiếp theo, chúng ta xóa về đây đi. Đây lần này cũng giống như cái lần xoay phải 15 độ và xoay trái 15 độ, nhưng nó sẽ khác. Cái gì á, nó sẽ nhìn vào hướng cố định dựa vào thêm số nó, chứ là đặt hướng 90 là hướng bên phải, âm 90 là hướng bên trái, còn 0 là hướng trên cùng, 180 là hướng dưới cùng. Và đây, đấy là hướng dưới cùng rồi. Giờ chúng ta đặt 90 đây. Đấy, âm 90 đấy, nó bay ngược lại kiểu như vậy đấy. Rồi giờ còn lần này nữa, nó chính là lần hướng phía đối tượng con trà chuột. Nó sẽ có vị trí cố định, nhưng mà cái đây là hướng, đây là nhìn vào hướng, nhìn vào con trò chuột, hoặc là nhìn vào cái nhân vật AB mình mới thêm vào. Để nó sẽ nhìn vào không cho nó có đi nha, giống như nhìn vào con trò chuột và đi. Đấy, nó để nhìn vào con chuột mình rồi. Giờ chúng ta cho nó cách xa ra, chúng ta chọn AB. Đấy, cái đầu nó đẹp quay ngược lại với AB. Chúng ta đợi AB chỗ khác đi. Đấy, chúng ta thấy con mèo nó vẫn xây lại chỗ AB này đi. Cái đó là tác dụng của nó. Rồi giờ tới tiếp theo, đó chính là lần thay đổi x một lượng là 10. Thay đổi x một lượng là 10, đặt y là, đặt x là, thay đổi y một lượng, đặt y là. Cái này cũng là đặt một cái, tạo là một cái vị trí cố định, nhưng có điều nó sẽ khác đi nha. Cái này thay đổi x một lượng là 10, nó cũng giống như cái lệnh di chuyển, nhưng có điều nó sẽ khác đi. Cái đấy là nó cho nó đi lên, đi sang phải, đi sang trái dựa vào số âm và số dương của nó. Nhưng mà nó có một điều mà khác biệt với cái con di chuyển bước này à, là nó không có di chuyển bắt buộc dựa vào hướng nó. Nó di chuyển bắt buộc dựa vào hàng ngang, cho nó phải bắt buộc đi bằng hàng ngang cho đi bằng hàng dọc, hoặc là theo cái theo cái hướng mà cũng mèo để nhìn. Còn cái lần y cũng vậy, nhưng mà chỉ khác một điều là nó bắt buộc là phải đi hàng dọc cho không được đi hàng ngang hay đi theo hướng con mèo như thay đổi y một lần 20. Đấy, nó lên trên nhưng mà nó đi ngược lại con mèo như vậy á. Mày đặt hướng con mèo 90 lại đây. Rồi còn cái đặt x đấy và đặt y ấy thì nó sẽ đi tới một vị trí cố định, chứ không phải là di chuyển. Cái đó là di chuyển bước à, còn đây là đi tới một vị trí cố định luôn cho nhanh. Như là đặt x bằng 195, đấy nó đi đến phải cùng. Còn đặt y bằng 71 ấy thì nó sẽ đặt y bằng 9 ấy thì nó sẽ đi tới ở giữa tâm. Thì nếu các bạn không biết thì mình sẽ dạy đáp vào cái phần màn hình. Thì màn hình có tổng tọa độ, ta có tọa dài màn hình là 280, còn tổng tọa dài hàng ngang của hàng dọc của nó là 360. Nên khi cùng mèo đến 240 là nó chỉ có đây, nó có thêm số 240 y bằng 0 ở chỗ đây sẵn. Còn ở trên cùng này nó có ghi x bằng 0, y bằng 180. Và 180 đặt y 180 nó sẽ lên trên cùng. Đấy, đặt
x bằng 240 này nó sẽ phải cung, hoặc là ngược lại đặt hai âm 240 nó sẽ quay sang trái cung, còn với y cũng vậy, đặt là âm 180 nó sẽ đến dưới cung. Rồi đó, đó là cách để sử dụng. Giờ còn có mấy cái lệnh phụ của cái nhóm lệnh di chuyển, đến như là nếu tiếp xúc với cạnh bật lại hoặc chịu đặt chịu xoay trái phải, thì đây nếu tiếp xúc với cạnh thì bật lại, cái đó là dành cho những người cơ bản thường hay ít dùng. Cái đây rất là đơn giản, ví dụ như chúng ta cho con mèo di chuyển 20 bước thôi, cho con này đi. Đây, nếu mà giờ chúng ta sẽ chạy cho đến khi đó tiếp xúc với cạnh à, đúng như cái tên lệnh nó đấy, nó là tiếp xúc rồi thì nó sẽ bị quay à, quay ngược lại thì nó sẽ đi ngược lại cho đến khi chạm vào cái bia cạnh bên trái cùng là nó chạm vô bia không, thì nó sẽ bật lại tiếp, ngược lại, ngược lại như là ở trên và dưới. Chúng ta đặt không ơi, đây cho nó đi lên trên, bật lại thì nó sẽ xuống dưới đấy, chuyện như vậy á. Rồi đỡ mình dừng lại. Rồi có cái đặt chữ xoay trái và phải, thì cái đó là dựa vào hình dáng đó thôi, cho đó không có thay đổi gì đâu. Với đặt trái phải không thì chúng ta có thể thay đổi hướng di chuyển được, nhưng khi chúng ta thay đổi chúng ta đặt 45 đi thì chúng ta thấy con mèo nó không có xoay 45 độ gì hết, thấy con mèo nó vẫn đứng thường như 90 độ. Nhưng khi chúng ta đặt là không thôi, nó cũng vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt là âm 90, số âm ấy, thì nó sẽ quay sang trái, hoặc là đặt âm 1 nó cũng sẽ quay sang trái, số 1 là số dương quay sang phải. Đấy, đỡ mà khiến cái này cũng được dùng cho nhiều người trong lúc đang một game hay làm một chương trình giáo dục gì đó, do là khi mà chúng ta cho nó thay đổi khi hướng khác ấy, thì cái lúc mình ghi âm 180 hoặc âm 90 thì nó sẽ bị quay ngược, đầu với cái thân nó bị quay ngược lại, nó không giống với cái 90. Khi chúng ta ghi 90 thì nó đứng bình thường, còn ghi âm 90 ấy thì nó bị quay ngược lại, nhưng mà không đúng, nên chúng ta đặt chiều xoay trái phải cho nó vẫn quay vậy, nhưng chỉ hướng được hai hướng thôi. Về cái phần không quay không xoay ấy, là khi chúng ta di chuyển 90 ông 90 đây, chúng ta đặt à, rồi chúng ta đặt ông 90 nó sẽ không xoay luôn, dù chúng ta cho nó đặt hướng di chuyển là hướng bất kỳ nó cũng không có xoay lại đấy. Cái đó là cái cách tác dụng của cái đặt kiểu xoay không xoay. Còn xung quanh thì điểm bình thường thôi, nhưng mà nó cũng như bình thường là khi nó xoay ngược lại thì nó sẽ đó, nó bị ngược lại đấy. Còn có ba cái thêm số trong nhóm lệnh này, có ba cái thêm số, đó chính là thêm số tọa độ x, tọa độ y về hướng. Thêm số tọa độ x là cho ta biết về cái vị trí x hiện giờ của nó. Chúng ta nhìn vô thông tin này là 21, x là 21, y là 37. Chúng ta dùng đẹp số thì nó sẽ ra 21, tọa độ y là 37. Còn hướng ấy, thì khi nhóm này nó sẽ hiện lại hướng hiện tại và cũng nhận là đang hướng quá là 90 như vậy đấy. Thì chúng ta đã học được cái nhóm lệnh chuyển động rồi, thì buổi học hôm nay cũng kết thúc rồi. Thì hôm nay chúng ta đã học được cách để mà sử dụng nhóm lệnh chuyển động, cách để mà làm cho con mèo di chuyển, và làm cho con mèo di chuyển xoay hướng, và cái mèo hình bắt cao độ dài là sao. Thì giờ buổi học sau chúng ta sẽ học tiếp một cái nhóm lệnh tiếp theo, đó chính là nhóm lệnh hiển thị. Và giờ xin chào các bạn và bye bye nha.